chào các bạn quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay Thế Giới Máy xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm máy phun thuốc đa năng Z-Kubota 3WF3. Chiếc máy này có dung tích bình chứa là 26 lít, sử dụng động cơ 4 thì GX35, có dung tích xi lanh là 35,8cc, công suất là 1kW. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra những phụ kiện của máy. Máy có nắp đậy, có răng cao su để tránh bị rò rỉ nước, lọc rác, sách hướng dẫn sử dụng. Ống lò xo, đầu phun nước, bế phun nước, dây đeo lưng, hệ thống xăng, dây dẫn nước, bộ phụ kiện. Đầu nối nước, bộ dê và dây hút nước. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp để máy phun Z-Kubota này phun hạt hoặc phun vân. Đầu tiên thì các bạn sẽ lắp ống lò xo và đo thân máy, sử dụng cổ dê để siết chặt. Tiếp đến các bạn lắp ống phun. Tiếp đến thì các bạn lắp dây đeo lưng cho máy. Móc móc khóa ở phía dưới. Vâng, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn lắp ráp để chiếc máy phun đa năng, phun hạt hoặc là phun vôn. Bây giờ là cách khởi động của máy. Đối với máy Z-Kubota 3WF3 này sử dụng động cơ 4 thì, vì vậy các bạn phải châm xăng và nhớt đầy đủ cho máy. Tiếp đến các bạn bơm bong bóng xăng để cho xăng lên bình xăng con, mở e gió, giật bộ khởi động cho đến khi máy nổ. Sau đó các bạn tăng cần ga và điều chỉnh cần phun hạt theo mức độ hoặc lưu lượng của các bạn. Tiếp sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng phun nước của máy. Chiếc máy Z-Kubota 3WF3 này có rất là nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Có thể dùng phun thuốc trừ sâu, diệt sâu bệnh, hoặc là phun khử trùng chuồng trại, nhà cửa,
Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng qua số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.